Xin chào các bạn. Hôm nay Agashop làm video này để chứng minh cho bạn xem đều Agashop có nói trước đây là Exciter 150 bị lỗi là cái gờ-le kích điện trực tiếp lên, đúng không? Đó là trường hợp rất dễ mất xe. Nhưng đối với xe Exciter 150, các bạn nâng cấp ổ khóa Smart Key với option zin chính hãng Honda và có thêm chức năng chống cướp 2m, thì cái điều là kích điện trực tiếp ngay cái gờ-le nè để mất xe, là kích điện, mở hệ thống điện để khởi động động cơ là đều không thể. Ở video này mình sẽ chứng minh cho bạn xem điều đó. Và lưu ý là các bạn chọn nâng cấp Smart Key chính hãng Honda và thêm chức năng chống cướp 2m thì cái chức năng này nó sẽ làm việc hiệu quả để bảo vệ tài sản các bạn tối đa hơn. Các bạn lưu ý là phải xài Smart Key chính hãng Honda nha, và nâng cấp luôn full chức năng chống cướp 2m. Đặc điểm để các bạn nhận biết Smart Key Honda dễ lắm, các bạn cầm cái remote này lên nè. Mặt trước 3 nút như thế này, mặt sau có logo Honda. Đây là cái remote FOB của khóa Smart Key. Chỉ cần nhìn logo Honda đúng với remote này là bạn biết xe đó có xài Smart Key riêng chính hãng Honda. Đó là đặc điểm dùng để nhận biết nhanh nhất coi xe nó có sử dụng Smart Key Honda hay không. Rồi như mình đã nói, trường hợp Exciter 150 này nó bị một lỗi là các bạn biết đó là không dùng cái lỗi đó, gọi là kích điện trực tiếp dây đỏ và dây nâu, là thông điện trực tiếp không qua ổ khóa của xe. Thì khi đó điện lên và cái động cơ bình thường, đó là trường hợp rất dễ bị mất cấp xe. Nên sau này khi các bạn lắp đặt Smart Key hay là các bạn lắp đặt chống trộm bất cứ gì bên phía mình, nói chung là làm bên hệ thống chống trộm, chống cướp rồi kia, thì mình sẽ xử lý triệt để cho bạn luôn bằng cách là tụi mình sẽ quấn kính cái này luôn, bít lại và tụi mình sẽ giấu lên trên cao. Đó là khi các bạn lắp chống trộm, chống cướp gì bên mình, không riêng gì lắp Smart Key, nếu bạn lắp các bộ sản phẩm chống trộm khác luôn thì tụi mình sẽ làm luôn cho bạn cái phần này để bảo vệ tài sản cho tuyệt đối hơn. Còn ở video này mình chứng minh cho bạn xem một điều là có kích điện trực tiếp qua cái gờ-le quạt này, cho dù hệ thống điện trên đồng hồ có mở lên, có báo lên điện luôn, nhưng mà không thể. Bây giờ mình sẽ làm điều đó cho bạn xem. Và sẵn đây cho bạn xem luôn là một ổ khóa Smart Key sau khi tụi mình làm điện hoàn thiện, đấu lên lắp ráp sẽ hoàn chỉnh nó sẽ như thế này đó. Phải rõ đây là phần núm dặn ổ khóa Smart Key IC có xóa Smart Key và những bộ phận khác của bộ chống cướp làm việc. Đây bạn thấy lúc này là mình dùng một sợi điện nè, mình nói trực tiếp bây giờ dây đỏ với dây dây nâu. Đây hệ thống điện trên xe lên đúng không, nhưng mà kèn sẽ cảnh báo chống cướp rất lớn như thế này đó. Này kiểm tra remote luôn, remote xe đang tắt nha, thấy rõ chưa? Rồi khởi động động cơ luôn nè, thấy chưa, khởi động động cơ luôn. Rồi và bây giờ mình rút ra để trả bình thường, rút ra thì hệ thống điện xe tắt, thấy rõ chưa? Chứng tỏ là lúc này không có cấp điện gì hết mà có kích dây điện, nói dây đỏ và dây nâu, đây là kêu là kích điện trực tiếp không thông qua ổ khóa để lấy xe, mở xe hệ thống điện trên xe bất hợp pháp. Đối với trường hợp nếu mà ổ khóa Smart Key chính hãng có thêm chức năng chống cướp 2m thì không thể nào khởi động động cơ, và khi kích điện vào như thế thì xe sẽ bật cảnh báo kêu càng rất lớn như vừa rồi. Các bạn xem những video, đây là remote đang tắt luôn, thấy chưa, màu đỏ. Nếu mà remote màu xanh lá là remote mở, phần tắt là đang off. Vừa rồi là mình chứng minh cho bạn xem cái điều mình đã nói trước đây ở những video trước đối với dòng xe Exciter 150 này. Cái nhược điểm này rất là nguy hiểm đến nhiều trường hợp mất cấp xe, bởi vì các bạn không để ý vấn đề này, các bạn không bảo vệ tài sản của các bạn. Bạn bỏ một số tiền nhỏ thôi nhưng mà các bạn bảo vệ tài sản của bạn mấy chục triệu, điều đó không cần các bạn phải lo lắng nhiều, không? Một bộ chống trộm thì thấp nhất khoảng vài trăm, cho đến những bộ Smart Key thì khoảng vài triệu, các bạn hãy tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi AK Shop,